Trước tiên tôi phải vô cùng xin lỗi đồng chí Vinh. Hóa ra đây là cái bom ba càng. Tôi cứ tưởng đấy là cái cuốc. Thế là mọi người có comment là đồng chí Vinh cầm bom ba càng ông ê. Cái đó hình như là bom ba càng ông ạ, không phải cuốc. Biết rồi, thậm chí tôi còn biết là các bạn biết đài BBC không? Đài BBC chính là viết tắt của bom ba càng đấy. Nhưng mà thật ra trong trận chiến thì tôi nhìn là tôi biết là đồng chí Vinh là kiểu dũng cảm mà. Nên là như ở cái video trước thì anh em biết là cái đoạn này là chúng tôi đang ở một cái trận chiến ở Cao Bằng. Lục soát nhà chỉ huy, tịch thu tài liệu. Đấy, anh em thấy không? Nhà chủ ý ở trước mặt kìa. Nhưng anh em đừng vội tiến lên. Anh em bây giờ tiến lên là đạn lạc vào đầu ngay. Chúng ta phải kiểu, tôi hướng dẫn mọi người này là chúng ta phải chạy xung quanh này để xem là địch có lừa chúng ta hay không. Nhưng mà chắc chắn nó là kẻ địch thì nó cũng sẽ lừa đấy. Đây ơi, nhiệm vụ chúng ta mục đích cũng chỉ là để lấy cái tài liệu này này. Anh em biết rồi đấy, tài liệu một trong những thứ vô cùng quan trọng trong chiến đấu. Khi mà chúng ta có được tài liệu thì chúng ta sẽ có cái lợi thế nhất định ở trong trận chiến. Nhưng mà cái lợi thế kinh nhất ở đây là đây, tôi nhặt được một khẩu tiểu liên. Tạm biệt thế giới nha. Đồng chí Vinh, cứ để tôi có tiểu liên rồi. Đồng ý là có tiểu liên là mạnh thật mọi người ạ. Nhưng mà tôi khuyên mọi người cũng đừng nên lao lên như thế. Đây rồi, một cái tài liệu nữa này. Chào đồng chí ở đây lộn. Ui, mẹ nhà mày. Vãi đái thật anh em ạ, chả nói chả rằng gì. Thà nói lên đây là tao là kẻ địch thì còn biết. Nhưng đây không, chả nói chả rằng gì. Cầm cái báng súng đỏi luôn vào tai trái tôi. Ui, tôi học được cái động tác này này. Được thực sự luôn, cái động tác này là đỏi cái phần báng súng này vào kẻ địch này. Thôi luôn nhá. Giờ là tôi chỉ dùng cái động tác này thôi. Đồng chí Hà, tài liệu kia đồng chí Hà ơi. Đồng chí Hà có thể nhảy vào được không? Tại vì lúc mà tôi học nghiệp vụ tôi không được huấn luyện động tác nhảy qua cửa sổ nên bây giờ tôi không làm được. Tập hợp về vị trí anh Thung. Anh Thung ơi, chúng ta sẽ tập hợp làm cái gì hả anh Thung? Anh Thung ơi, cho em hỏi một câu nó cũng đơn giản thôi. Là quân địch nó sẽ xuất hiện từ đâu hả anh Thung? Nó phản công ấy thì là từ bên trái hay là bên phải? Em còn kiểu xuất hiện từ mái nhà mọi người ạ. Sao lại thế được nhỉ? Quân địch kiểu gì vậy? Mọi người ơi, hết đạn rồi, trong này không còn đạn nữa. Hết đạn rồi, chúng ta bắn cẩn thận thôi, trong này không còn đạn nữa đâu. Mọi người hãy tiết kiệm đạn của mình nhá. Các đồng chí ơi, nó đứng ở từ bên mặn bên phải này. Tại sao cứ để nó xả như bún chả nhỉ? Chúng rút rồi à? Ok, lên luôn. Ôi, mọi người bảo chúng rút rồi cơ mà. Lửa. Tôi thấy trước mặt rất nhiều quả lựu đạn. Nhưng mà như rất nhiều những cái đồng chí góp ý ở trong quân ngũ của tôi là tôi là một trong người mà bị cấm sử dụng lựu đạn. Cho nên là thôi vậy, tôi sẽ sử dụng một khẩu Thompson này, tôi nghĩ là cũng được này. Nhiệm vụ bây giờ là gì hả mọi người? Anh Hà, anh Vinh, anh Thung. Những lúc ngồi nhau này em hỏi thật tâm sự nhỏ là anh em mình đi chiến trận này thì phải quay tay vào lúc nào các anh? Mọi người ạ, tức là ở Phủ Thiện là có một số những cái đồng chí hoặc cái người của ta bị chúng nó bắt. Nên là chúng ta sẽ phải giải cứu. Nhưng mà em vẫn cứ câu hỏi rất nhỏ thôi. Đó là ai sẽ là người đi đầu? Ui, anh Vinh đi đầu này. Được, anh Vinh ơi. Anh Vinh đúng mẹ mình, idol trong lòng tôi luôn. Lên mọi người lên, không nói nhiều. Người của ta bị giam giữa sân, cẩn thận đạn lạc. Ok anh Thung ơi. Đâu em thấy ai bị giam giữa sân đâu? Em chỉ thấy một thằng tây đen đang xả đạn vào mồm em này. Anh Hà, anh hãy hạ thằng ở phía bên phải để em hạ thằng ở trên này nhá. Xong rồi chúng ta cùng công lên, được không anh Hà? Ok, làm đi anh. Xong chưa anh Hà? Hạ gục hết cả bọn bên phải chưa? Em công lên nhá. Anh Hà ơi, anh bảo anh hạ gục hết cái bọn bên phải rồi cơ mà. Thế là rốt cuộc anh có bắn không đây? Em không biết là anh hạ kiểu gì đâu anh Hà. Nhưng mà em có cảm giác như kiểu là từ nãy giờ hình như là anh không sử dụng súng như sao. Tôi nhặt tầm khẩu Trung Liên. Khẩu này thì trông là nhìn thôi đã cũng là biết là sẽ giật rồi. Tôi tin tưởng vào cái khả. Ui, cái gì? Ok, anh Thung, em lo được bọn này mà. Ủa, anh Thung ơi, anh phải hiểu là cái cảm giác là em sử dụng khẩu súng này như kiểu là em sử dụng con cu của mình. Nhưng nó thành thạo cực kỳ. Bây giờ cái bố Hà, con chịu bố Hà. Anh Thung ơi, em muốn báo cáo về trường hợp của anh Hà là anh ấy không tham gia trận chiến này. Anh ấy trốn ở đây này. Còn mấy người bị nhốt trong kia à? Chúng tôi biết mà. Nhiệm vụ tôi này là vòng ra cửa sau này. Sau đó tôi lao vào các đồng đội kia, lao vào từ cửa trước kia, thế bánh mì kẹp ấy. Thế là bọn tôi sẽ tấn công bất ngờ đúng không? Sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi anh Thung. Em vào này. Cái gì cơ? Sao? Ủa tôi chết rồi. Mọi người ạ, mission fail rồi. Tại vì là tôi kiểu tôi cầm súng tôi lao vào, tôi nghĩ là trong đấy chỉ có quân địch thôi. Thế là tôi bắn khoảng 3 hay là 4 viên đạn gì đấy vào rốn của anh Hà hay là anh Vinh thì phải. Thì chắc là anh Vinh anh cũng đau quá, anh cũng không chịu được. Thế là anh gục xuống, thế là chúng tôi bị fail mất cái nhiệm vụ ấy. Nhưng mà chúng tôi làm lại này. Lần này thì không thể fail được nữa nhá. Rồi, anh Vinh em biết rồi, em biết anh rồi. Kiểu như là kiểu bấm chậm chạp quá ấy, thì cũng không được. Tại vì chúng ta phải nhanh hơn, vì nó chỉ cần bắn chết cái con tin là một cái cô gái là không được. Lên.
Ui, xin lỗi mọi người nhé, là trong lúc cuống quá thì tôi có bắn một viên đạn lạc vào cái đầu cô gái con tin. Thế là máu cô ấy túa nhiều quá, thế là cô ấy cũng không qua khỏi. Nhiệm vụ lại fail ạ. Đạp cửa lần thứ 4 rồi nhá. Fail này thì fail uoi. Hai viên đạn, chỉ cần hai viên đạn thôi, trúng đầu hai thằng Pháp, được không? Tù binh, tôi không sao. Chết 4 lần như vậy tôi không sao. Lừa rồi. Ui, tôi tìm được một cái nhà vệ sinh này, kiểu kê cái hai hòn gạch ấy, kiểu hình chữ V ấy. Đúng là kiểu cách đái rất là truyền thống. Không, thật ra đái như thế, thật ra đi vệ sinh kiểu đấy có lợi cho hậu môn mà. Tôi đọc rồi, nếu các bạn kiểu đi vệ sinh kiểu ngồi ấy, nó sẽ rất là ảnh hưởng và có thể bị thậm chí bệnh trĩ. Nhưng mà thằng này trốn cái gì đấy? Cái khẩu súng này là bắn rất là chính xác mọi người ạ, nhưng mà đam nó không được to. Dính 4 viên đạn nhưng lại ngồi dậy. Anh Thung ơi, em muốn báo cáo trường hợp của đồng chí Hà lần thứ hai là đồng chí không tham gia trận chiến. Em khẳng định điều này, mắt em có nhìn thấy, quan sát kỹ lắm những cái động tác của đồng chí Hà, em biết mà. Đây, đồng chí Hà thấy tôi nói thế, giả vờ lên. Chán nản thật. Anh Thung, thay vì chúng ta bắn nhau, chúng ta ngồi đây làm điếu đã rồi chúng ta lại đứng dậy bắn nhau tiếp được không? Mọi người thấy không, chúng tôi bắt đầu trận chiến từ cái lúc mà trời nó còn rất là sáng. Bây giờ là trời tối rồi này, mà anh em tôi cũng đã xong được, đã được về đâu. Tôi thề với anh em là bố Hà bố sẽ không lên. Anh em xem nhé.